À, xe đạp thường chế thành xe điện đấy các bạn ạ. Lâu lâu rồi không làm lại, hôm nay vẫn làm được các bạn nhé. Xe này thì lúc hết điện đạp thì nó rất là nhẹ. Và động cơ thì ở đằng trước cho nên nó rất là dễ làm thôi. Ắc quy thì cũng để ở kia, không vướng chỗ ngồi. Có đèn còi bình thường. Đi cũng khá là dễ thôi, các bạn cứ đạp vài vòng là kéo ga hoặc là kéo ga luôn cũng được. Đèn cực kỳ sáng luôn. Còi. Bác nào thích chế như thế này thì liên hệ em nhé. Số điện thoại 0983 818 955. À, em là Nam ở Thái Bình.